Arsenal gây sốc với Mbappe. Theo nguồn tin độc quyền từ Football Transfer, pháo thủ đang cân nhắc gửi lời đề nghị đến người đại diện của Mbappe. Tương lai của Kylian Mbappe đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Tiền đạo người Pháp vừa từ chối kích hoạt điều khoản gia hạn với Paris Saint-Germain. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do sau một mùa giải nữa. Đã có những đồn đoán về việc Paris Saint-Germain muốn bán Mbappe ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Và Real Madrid bắt đầu có động thái tiếp cận chân sút sinh năm 1998. Nếu Los Blancos đưa ra đề nghị đủ sức nặng, họ hoàn toàn có thể kích nổ bom tấn Mbappe. Nhưng với tình hình tài chính như hiện tại của Los Blancos, vẫn không loại trừ trường hợp tiền đạo người Pháp sẽ ra đi khi kết thúc hợp đồng. Theo Football Transfer, Arsenal cũng đang muốn chiêu mộ Mbappe nếu trường hợp trên xảy ra. Họ đã cân nhắc gửi đến người đại diện của cựu sao AS Monaco một lời đề nghị. Với việc pháo thủ dần tìm lại vị thế ở đấu trường quốc nội, họ hoàn toàn có cơ sở để thuyết phục Mbappe cập bến sân Emirates. Chính thức, Arsenal bán đứt hậu vệ cho AC Monza. Trang chủ pháo thủ xác nhận chia tay hậu vệ 29 tuổi. Cầu thủ người Tây Ban Nha được câu lạc bộ AC Monza mua đứt sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng dưới dạng chờ mượn. Cách đây ít giờ, trang chủ Arsenal xác nhận bán đứt Pablo Mari sang câu lạc bộ AC Monza. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ không được tiết lộ. Hậu vệ 29 tuổi gia nhập pháo thủ theo dạng chờ mượn vào tháng 1 năm 2020. 6 tháng sau đó, Arsenal quyết định mua đứt Pablo Mari. Tổng cộng, cầu thủ người Tây Ban Nha có 22 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa Arsenal. Mari đóng góp một pha lập công ở chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Rapid Vienna tại Europa League vào tháng 12 năm 2020. Mari để lại dấu ấn đậm nét khi khoác câu lạc bộ Flamengo. Hậu vệ sinh năm 1993 góp công không nhỏ trên hành trình Flamengo xưng vương ở giải vô địch quốc gia Brazil, vô địch Copa Libertadores. Chúng tôi cảm ơn Pablo vì những đóng góp của anh ấy cho đội bóng. Chúc Pablo và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc trên hành trình mới của họ, trang chủ Arsenal cho hay. Trả 45 triệu euro, Arsenal sẽ có ngay hậu vệ chất lượng. Theo Sport Guinness, Arsenal có thể chiêu mộ Gonçalo Inácio với mức giá 45 triệu euro, đúng với điều khoản giải phóng hợp đồng. Arsenal đang có một mùa hè sôi động sau khi đứng thứ nhì ở giải vô địch quốc gia mùa trước và có đề xuất tham dự Champions League. Nhiều bản hợp đồng đang được huấn luyện viên Mikel Arteta nhắm đến và một số trường hợp đã hoàn tất như Kai Havertz. Vị trí hậu vệ có thể là một nơi mà Arsenal bổ sung trong thời gian tới. Sport Guinness tiết lộ hậu vệ Gonçalo Inácio của Sporting Lisbon có được khoản giải phóng trị giá 45 triệu euro. Tuy nhiên, nếu ngồi vào bàn đàm phán, đại diện Bồ Đào Nha sẵn sàng hạ mức phí yêu cầu bởi họ đang cần bán người. Dĩ nhiên, đây không phải là thương vụ ưu tiên của pháo thủ. Báo chí Anh cho biết Julian Timber đã ở rất gần Arsenal, thậm chí cả hai bên đã đạt được thỏa thuận cá nhân. Arsenal lật kèo vụ Granit Xhaka. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, đội chủ sân Emirates không muốn bán rẻ Granit Xhaka cho đối tác. Granit Xhaka lên kế hoạch rời Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo nhiều nguồn tin, Arsenal và Xhaka không có cuộc đàm phán về thỏa thuận mới và hai bên dự định chia tay trong tháng này. Bayer Leverkusen liên tục đàm phán để ký hợp đồng với tiền vệ người Thụy Sĩ. Mức phí rơi vào khoảng 13 triệu bảng. Thậm chí các điều khoản cá nhân gần như đã được thống nhất với hợp đồng 4 năm. Kéo dài tới tháng 6 năm 2027. Tới thời điểm này, Arsenal chưa cho phép Xhaka ra đi. Lý do là họ chưa công bố thương vụ Declan Rice. Vì vậy họ sẽ giữ chân anh cho đến khi thỏa thuận mới được thực hiện. Tuy nhiên, pháo thủ thành London khả năng cũng lật kèo vụ Leverkusen. Cụ thể, Mirror tuyên bố rằng Arsenal thay đổi quan điểm. Thay vào đó, họ muốn thu về khoảng 20 triệu bảng cho tiền vệ kỳ cựu này. Huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá cao Xhaka. Chưa kể, sau khi chốt hạ thỏa thuận dành cho Rice, Arsenal cũng đang cần tiền để thu hồi vốn. Với việc Xhaka có một mùa giải tương đối ấn tượng, Arsenal có lý do để hét giá. Trong trường hợp Arsenal tăng giá lên 20 triệu bảng, khả năng Leverkusen sẽ rút lui. Nóng, Arsenal cho học bổng cho thần đồng Haaland. Nhà báo Romano mới đây tiết lộ, tài năng trẻ Anton Nguanari đã được Arsenal cho học bổng và sẽ nhận lương cao nhất học viện tại Haaland. Arsenal đã có những động thái mạnh mẽ để giữ chân thần đồng Nguanari trước sự nhòm ngó của nhiều đội bóng như Liverpool hay Chelsea. Theo nhà báo Romano, Arsenal đã trao cho Nguanari một học bổng mới để giữ chân anh lại học viện Haaland. Romano viết trên Twitter cá nhân, Ethan Nguanari đã nhận học bổng của Arsenal, sau đó sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khi cậu ấy bước sang tuổi 17. Mọi thứ đã được hoàn tất, tin tức độc quyền đã được xác nhận. Hợp đồng sẽ có hiệu lực trong 2,5 năm. Nguanari sẽ nhận mức lương cao nhất cho một cầu thủ ở học viện. Here we go.
Romano bổ sung. Trong trận gặp Brentford vào tháng 9 năm ngoái, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tung Nwaneri vào sân trong hiệp 2. Khi đó Nwaneri mới chỉ 15 tuổi 181 ngày và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Premier League. Nwaneri còn có 17 lần khoác áo đội U17 Anh và góp mặt 2 lần trong các trận đấu tại EFL Trophy U23 Arsenal. Anh đã đạt chính trong trận thua 1-5 của Arsenal trước West Ham trong trận FA Youth Cup hồi tháng 4. Mục tiêu Arsenal lên tiếng về tương lai ở Barca. Ký giả Fabrizio Romano đã trích dẫn phát biểu của ngôi sao Barca đang được Arsenal đưa vào tầm ngắm. Arsenal đang hoạt động rất mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ đã chiêu mộ thành công Kai Havertz từ Chelsea với mức giá 65 triệu bảng. Sắp tới, Declan Rice cùng Jordan Timber cũng có thể sớm cập bến sân Emirates. Bên cạnh đó, phó thủ cũng muốn tăng cường thêm nhân sự cho mặt trận tấn công khi Gabriel Jesus không phải là cây săn bàn thuần túy, còn Eddie Nketiah chưa bao giờ cho thấy sự ổn định cần thiết. Đã có nhiều đồn đoán cho rằng Arsenal dành sự quan tâm đến Ferran Torres, chân sút đang bị thất sủng tại Barca. Cựu cầu thủ Manchester City sở hữu nền tảng kỹ thuật ấn tượng cùng tư duy chơi bóng sắc sảo, hứa hẹn sẽ phù hợp với lối chơi mà huấn luyện viên Mikel Arteta xây dựng. Chia sẻ được ký giả Fabrizio Romano trích dẫn, Ferran Torres cũng lên tiếng về tương lai của bản thân khi cho biết: "Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để tiếp tục đồng hành với Barca. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc tại Barca và kế hoạch của tôi là tiếp tục ở lại cùng câu lạc bộ." Declan Rice chọn xong số áo tại Arsenal. Theo Alex Crook, ngôi sao người Anh đã quyết định bản thân sẽ khoác áo số nào ở bên đội mới. Theo nguồn tin từ nhà báo này, Declan Rice cũng đã chọn sẵn cho mình số áo mới nhất tại Arsenal. Ngôi sao 24 tuổi từng bộc bạch rằng anh mới khoác áo số 6 hoặc số 4. Tuy nhiên trong bối cảnh hai số áo này đều đã có chủ nhân sở hữu, William Saliba số 4 và Gabriel Magalhaes số 6, anh quyết định tiếp tục đồng hành cùng số áo 41. Thống kê bởi Transfer Market cho biết, tiền vệ tuyển Anh từng khoác áo số 6 ở mùa giải 2017-18 khi anh còn chơi cho đội trẻ The Hammer. Nhưng kể từ khi được đưa lên đội 1, Declan Rice luôn khoác treo số 41.